Đừng Làm Trái Tim Anh Đau được thể hiện theo phong cách của những loại nhạc cụ truyền thống. Nhóm các bạn trẻ thuộc câu lạc bộ cầm ca đã có nhiều bản phối thú vị với các bài hát hiện đại. Hà Thu, người sáng lập câu lạc bộ này khi em mới là học sinh lớp 10. Đến nay, khi đã trở thành sinh viên đại học, câu lạc bộ vẫn duy trì số lượng thành viên đông đảo. Nhạc cụ truyền thống, cái rào cản lớn nhất để cho mọi người chưa yêu thích ngay từ thời gian đầu đấy chính là mọi người chưa từng được nghe sống trực tiếp nhạc cụ truyền thống thôi. Chứ sau tất cả những cái buổi biểu diễn mà chúng em từng bước lên sân khấu và khán giả ở dưới thì họ đều dành cái tình cảm rất là lớn đối với cả nhạc cụ truyền thống. Vào các dịp hè, các lớp đàn mang tên Bình Dân Học Đàn được mở miễn phí dạy cho tất cả các lứa tuổi. Người biết chơi đàn, dạy cho người chưa biết và trở thành một vòng tròn kết nối và lan tỏa. Em đọc qua về câu lạc bộ thì em thấy là nó rất là phù hợp với em, nó về câu lạc bộ dân tộc nhưng mà nó cũng có kết hợp cả nhạc hiện đại với cả nó là dạy học nữa, em cũng khá thích việc dạy học. Tức là thầy cô cũng là các bạn thôi, cũng là những học sinh, học viên của trường cao đẳng nghệ thuật này hoặc là trường học viện ý. Bọn em được học từ lý thuyết âm nhạc, nhà cao độ, nhà trường độ, tiết tấu. Đó, cũng có thậm chí là có bài kiểm tra luôn. Rất là may mắn và biết ơn là biết được cái câu lạc bộ này và em được tham gia. Dù đa phần là những người trẻ luôn tìm tòi để tạo ra cái mới, kết hợp âm nhạc hiện đại với âm nhạc truyền thống, thế nhưng nhóm cũng tự tạo cho mình những nguyên tắc trong sự sáng tạo. Thì bản thân chúng em là những người học nhạc cụ truyền thống cũng còn phải nghe cái câu chuyện hay những cái kiến thức đằng sau những cái bài hát dân ca đấy thì mình mới có thể đặt để vào đó những cái chất liệu mới được và cùng kết hợp để cho nó vừa mang tính truyền thống, văn hóa nhưng mà cũng mới mẻ và không làm phản lại cái tác dụng ạ. Hình ảnh các thành viên của câu lạc bộ trong áo dài ngũ thân đã trở nên quen thuộc ở các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu âm nhạc, gây quỹ. Chặng đường chưa dài, nhưng câu lạc bộ cầm ca đã góp phần nhỏ trong truyền tải ý thức và lan tỏa tình yêu, đam mê về âm nhạc dân tộc truyền thống Việt Nam.